giả cũng là uổng công. Thành kia Chúa dặn canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài cổng. Đời mưa gió bao gian khó đổi thay, lo lắng dựng xây biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì. Ví như Chúa chẳng xây nhà, Chúa chẳng xây nhà, giờ này dân già cũng là uổng công. Chúa chẳng canh phòng, Chúa chẳng canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài cổng. Dù con có bao công sức tài năng, nhưng ích gì chẳng nếu như không được Ngài. Chính Chúa an bài tất cả là do con, chính Chúa thương tình Ngài hằng luôn giữ.
cho kính cha chính giáo Phật, kính thưa cha quản hạt chánh xứ đền thánh, quý cha quý thầy quý dì, quý khách quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay cộng đoàn giáo họ chúng con rất vui mừng hân hoan được các ban thánh thành nhà giáo lý và dâng lễ tạ ơn Chúa mừng kính thánh quan thầy Francisco Xavier nhân dịp chúng con hoàn thành ngôi nhà giáo lý. Con xin sơ lược đôi nét về công trình này. Công trình nhà giáo lý được khởi công từ ngày 6 tháng 6 năm 2021 dưới thời cha cựu sứ Giuse Phạm Văn Hy, có tổng diện tích 162 m², chiều dài 18 m, chiều rộng 9 m, chiều cao 12 m. Nhà giáo lý có 2 phòng học tầng 2 và tầng trệt có 1 phòng lớn cho sinh hoạt cộng đoàn của giáo họ, 1 phòng khách và 1 phòng kho lưu trữ. Được sự hướng dẫn của cha quản hạt Giuse chánh xứ đền thánh, đến nay đã hoàn thành. Vậy hôm nay chúng con vui mừng và xin cha chính thương làm phép ngôi nhà giáo lý cho chúng con. Con xin trân trọng kính mời cha. Và giờ này chúng con xin kính mời cha chính giáo phận, cha quản hạt Giuse chánh xứ và ông trùm đại diện ban hành giáo của giáo họ sẽ lên cắt băng nhà giáo lý cho chúng con. Chúng con xin trân trọng kính mời. Cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay. Giờ này chúng con xin cha chính giáo phận làm phép ngôi nhà giáo lý cho chúng con. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con này xin Chúa đoái thương lắng nghe lời các con cái Chúa cầu xin mà thánh hóa. Và chúc lành cho ngôi nhà giáo lý này, để khi chúng con đến đây sinh hoạt và học giáo lý của Chúa, thì chúng con cảm thấy Chúa luôn là niềm vui và hạnh phúc đích thực. Chúng con cũng tin tưởng Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong cuộc sống đời này và đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời chúng ta sẽ
sinh ra tinh thần. Xin Chúa đường tình ngài thắp luôn giữ gìn. Vì Chúa chẳng xây nhà, từ đây vẫn phá cũng là hướng sau là đây đi là cái bài các quý vị cần là tổ chức sinh ra tinh thần. Thank you.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với giáo hội toàn cầu, chúng ta mừng kính Thánh Francisco Xavier Linh Mục là bổn mạc các nơi truyền giáo, cánh riêng là bổn mạc của giáo họ chúng ta. Chúng tôi chúc mừng bổn mạc của giáo họ và hôm nay được phép cha quản hạt cũng là cha xứ của chúng ta. Giáo họ chúng ta cắt băng cánh thành ngôi nhà giáo lý chúng ta mới kiến thiết. Theo nơi tôi biết thì cái số nhân danh của giáo họ chúng ta xin soát trên dưới 100 người, như vậy không đông, nhưng mà tôi thấy chúng ta kiến thiết được một ngôi nhà giáo lý to đẹp chắc chắn để phục vụ cho mọi nhu cầu của giáo họ. Các em được học kinh văn giáo lý, rồi các đoàn thể có nơi để sinh hoạt. Và chắc chắn anh chị em đã đóng góp nhiều công sức tiền của vào công trình này, cũng như lòng hảo tâm của quý vị ân nhân sang gần, cho nên chúng ta có ngôi nhà giáo lý được như ý của chúng ta. Chúng tôi rất phấn khởi, hoan nghênh tinh thần anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho việc làm của chúng ta. Xin Chúa thưởng công cho chúng ta, cũng như cho tất cả những ai đã đóng góp phần mình vào công trình của giáo họ. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, thân nhân và ân nhân của giáo họ. Mời anh chị em sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thưa nhân cùng Thiên Chúa toàn năng. Chúng con tạ Chúa vì biết
Chúa đất sai Thánh Phanxicô đưa rao giảng để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận tin mừng. Xin cho các tín hữu được nhận thành truyền giáo như thánh nhân và cho giáo hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển diện cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài diễn sinh vẫn ca, hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm cho những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý. Ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ và đối xử với chúng ta theo lòng nhân tuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an. Tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời, xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng nhân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Ơi, Thiên Chúa muôn đời.
buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lời tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không nề thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Hầu chinh phục thêm được nhiều người, tôi đã trở nên yếu với những người yếu. Để chinh phục những người yếu, tôi đã trở nên tất cả cho mọi người. Để bằng mọi cách cứu được một số người, vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó. Để cùng được trong phần chia phần phúc của tin mừng, đó là lời Chúa. Cùng với nhóm
của Đấng Inacio, sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và làm việc tông đồ. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á. Theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Paulo III, từ đó Ngài lần lượt đi giảng đạo ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản. Và cuối cùng, Ngài đang chuẩn bị đến Trung Quốc, thì Ngài qua đời tại Thượng Xuyên, ngay cửa khẩu Quảng Châu của Trung Quốc. Ngài đã được tội hàng trăm ngàn tân tòng và gây dựng nhiều cộng đoàn tứ lưu khắp nơi. Chúng ta thấy thành quả tông đồ của Ngài đã tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Thưa anh chị em, Thánh Francisco Xavier là vị truyền giáo vĩ đại, người tiên phong cho cuộc truyền giáo mới. Ngài hòa nhập vào dân và Ngài muốn mang tin mừng đến. Ngài sống nghèo với những người lao động. Ngài hoạt động thật hăng say, thật nhiệt tình cho cuộc truyền giáo và kích động được tinh thần này ở châu Âu. Hàng ngàn người đã đi theo gương mẫu của Ngài để mang tin mừng đi khắp nơi. Thưa anh chị em, mừng lễ Thánh Francisco Xavier là bổn mạng của giáo hội chúng ta hôm nay. Chúng ta hướng về Ngài với những tâm tình sau đây. Trước hết là cảm phục. Chúng ta cảm phục vì Ngài lễ mình cho sứ vụ rao giảng tin mừng cho muôn dân. Thứ đến là cảm thán vì điều này mà các dân tộc ở vùng Đông Á Châu được đón nhận tin mừng của Chúa. Đồng thời, chúng ta cảm mến. Chúng ta cảm mến vì nhờ gương sáng và lòng nhiệt thành truyền giáo mà khơi động cho nhiều người và trong mỗi người chúng ta đem lòng mộ mến và thao thức làm tông đồ rao giảng tin mừng cho muôn dân. Đồng thời, chúng ta ngưỡng mộ Ngài. Chúng ta ngưỡng mộ đời sống và lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng của thánh nhân đã vơi dậy cho chúng ta lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng. Nguyện xin Chúa qua lời mục cử và gương mẫu của Thánh Francisco Xavier ban cho chúng ta lòng yêu mến Chúa và lòng rao giảng tin mừng bằng một đời sống chứng nhân và bằng những công tác tông đồ truyền giáo theo bổn phận và ơn gọi của chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là tấm gương sáng ngời về lòng mến Chúa và tinh thần hăng say truyền giáo. Trong lời lễ tạ ơn các con nhà giáo lý và mừng kính Thánh Francisco quan thầy và giáo họ hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ và dâng lên Chúa những lời cầu xin. Truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Kitô cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh biết nhiệt tâm đi hành sứ mạng lo lắng tin mừng trong địa vị và môi trường sống của mình. Xin Chúa làm đó
chúng con cảm tạ Chúa để biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho cộng đoàn giáo họ chúng con. Nguyện xin Chúa nhờ gương sáng và lời truyền cầu của Thánh Phanxicô Xavier Quan Thầy ban cho chúng con ơn can đảm và lòng ham say phục vụ tin mừng trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa mọi nơi mọi lúc.
nhờ Đức Kitô cho chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Phanxicô Xavier để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài. Chúa củng cố hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa. Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng. Thời đang và cùng với các ngài chúng con được
xin nói tôi cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ chỗ rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin hiện đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin gửi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất các thánh y Chúa. Chúa hằng sống và nhân trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho lễ tế tạ ơn này đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến. Xưa đến kiến thánh Phát-xi-cô xả thân cứu các linh hồn. Nhờ vậy, chúng con sẽ sống xứng hợp hơn với ơn gọi là Kitô hữu, để được cùng thánh nhân lãnh phần thưởng Chúa hứa cho những ai trung thành phục vụ. Chúng con ở xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chúc mừng giáo họ chẳng có tay. Chúng con chân trọng kính mời giáo xin. Tôi thấy cha bà bạn nói với tôi trước đấy, mời công đoàn tân hồ an toàn. Cha bà bạn nói với tôi trước đấy là giáo họ chúng ta là giáo họ nhỏ, ít người. Thế nhưng mà hôm nay tôi đến đây tôi thấy đông quá. Đây cỗ nhiều lắm, có khi tới hàng trăm công chủ. Thì chắc là trong giáo họ rồi quý khách cũng đông. Và tôi thấy mặc dù giáo họ nhỏ nhưng mà chúng ta tổ chức được như thế này là rất tốt. Trang trí cũng đẹp đẽ, rồi trật tự nhà thờ cũng đàng hoàng, nhà giáo lý đẹp đẽ, khuôn viên sạch sẽ, rồi các đoàn thể phục vụ tốt. Tôi thấy hội kèn phục vụ tốt, rồi các đoàn, không biết là các đoàn của giáo họ hay là mà tôi thấy ít người mà hát cũng tốt đó. Đấy, hát cũng rất là tốt, cho nên là chúng tôi cũng rất là mừng. Xin chúc mừng chàng có tay nữa. Chúng con trân trọng kính mời cha chính giáo phận và với cha an toàn. Trọng kính cha chính giáo phận, kính thưa cha quản hạt Giô-xê chánh xứ, quý cha và cộng đoàn, công trình nhà giáo lý của giáo họ Phanxicô giáo xứ đền thánh Đại Đồng được hoàn thành như hôm nay trước hết là nhờ hồng ân Thiên Chúa, bên cạnh đó là sự cố gắng của cộng đoàn giáo họ và nhờ tấm lòng quảng đại đóng góp của các quý ân thân nhân trong và ngoài giáo họ, nhất là các quý đại ân nhân. Để tỏ lòng ghi ơn, hôm nay giáo họ xin phát bằng ân nhân để ghi ơn các quý ân nhân. Hôm nay, giáo họ xin thắp bằng cho các quý vị đại ân nhân và các quý ân nhân giáo họ sẽ chuyển đến tận tay cho quý vị. Giờ đây, con trân trọng kính mời cha quản hạt sẽ phát bằng cho các quý đại ân nhân. Xin các quý đại ân nhân có tên trong danh sách xin tiến lên. Ông bà trùm Phanxicô Maria Phan Văn Lễ, giáo họ Phanxicô. Ông bà trùm Vinh Xuân Maria Phan Văn Mạnh, giáo họ Phanxicô. Ông bà trùm Phanxicô Maria Bùi Bằng Biển, giáo họ Phanxicô. Ông bà Phaolô Maria Trịnh Văn Canh, giáo phận Sài Gòn. Ông bà Phần Phaolô Maria Nguyễn Bá Trực, giáo họ Giáo Phòng. Ông bà Phaolô Maria Nguyễn Văn Diệp, giáo phận Sài Gòn. Ông bà Phaolô Maria Nguyễn Văn Miên, giáo xứ Lạc Lăng. Ông bà Vinh Sơn Maria Nguyễn Văn Liên, giáo họ Lạc Thịnh, giáo xứ Lạc Nam. Ông bà Giuse Maria Đặng Văn Tân, giáo họ Phanxicô. Ông bà Đan Minh Maria Nguyễn Văn Đỉnh, giáo phận Hà Nội. Ông bà Giuse Maria Nguyễn Văn Hùng, giáo họ Phanxicô. Bà quản Maria Tống Thị Huyền, giáo họ Phanxicô. Bà trưởng Maria Nguyễn Thị Thêu, giáo họ Phanxicô. Bà trùm Maria Phạm Thị Dâu, giáo họ Phanxicô. Ông bà Giuse Maria Phạm Văn Lỗi, giáo phận Sài Gòn. Ông bà trùm Giuse Maria Trần Văn Bắc, giáo họ Thánh Tông, giáo xứ ấp Lũ. Bà Maria Trần Thị Tươi, giáo họ Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng. Ông bà trưởng Đa Minh Maria Nguyễn Văn Tú, giáo khu Thánh Đa Minh, giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng. Ông bà trưởng Vinh Sơn Maria Phan Văn Hào, giáo họ Phanxicô. Kính mời quý đại ân nhân con về đọc tên, tiến lên để cha quản hạt chánh xứ sẽ trao bằng.
Và sau đây là danh sách ân nhân con xin đọc và giáo họ sẽ chuyển về tận nơi cho các quý ân nhân sau. Ông bà trưởng Francisco Maria Phan Văn Đương, giáo họ Francisco. Bà Maria Bùi Thị Thanh Dân, giáo họ Francisco. Ông bà trưởng Vinh Sơn Maria Phan Văn Hào, giáo họ Francisco. Ông bà trùm Vinh Sơn Maria Phan Văn Mậu, giáo họ Francisco. Ông bà quản Vinh Sơn Maria Phan Văn Cường, giáo họ Francisco. Ông bà trưởng Giuse Maria Phan Văn Hiển, giáo họ Francisco. Ông bà Giuse Maria Đặng Văn Ba, giáo phận Sài Gòn. Bà Teresa Phạm Thị Hợi, giáo họ Francisco. Ông bà trùm Nam Minh Maria Đinh Văn Hán, giáo họ giáo phòng. Ông bà trùm Francisco Maria Đặng Văn Tín Đức Hoa, giáo họ lạc ngoại giáo xứ Thuận Thành. Ông bà trưởng Nam Minh Maria Đinh Văn Tuyền, giáo khu Vô Nhiễm, giáo xứ Điện Thánh Đại Đồng. Ông bà trưởng Vinh Sơn Maria Phan Văn Công, giáo họ Francisco. Ông bà trưởng Đa Minh Maria Đinh Văn Quyết, giáo khu Vô Nhiễm, giáo xứ Điện Thánh Đại Đồng. Ông bà Phaolô Maria Đinh Văn Toán, giáo họ Vô Nhiễm, giáo xứ Điện Thánh Đại Đồng. Ông bà trưởng Phaolô Maria Nguyễn Viết Cường, giáo khu Thánh Tâm, giáo họ giáo phòng. Ông bà Đa Minh Maria Nguyễn Hải Âu, giáo họ lạc ngoại, giáo xứ Thuận Thành. Ông bà Benado Maria Trần Văn Thuận, giáo họ Thánh Tâm, giáo xứ Ấp. Và sẽ còn một số các ân nhân như vì thời gian có hạn nên con xin nhường lại để giáo họ sẽ đọc sau ạ. Trọng kính chất chính giáo phận, kính thưa cha quản hạt Giuse, quý cha và cộng đoàn. Giờ đây con xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho giáo họ, cho nên có đôi lời tri ân cha chính giáo phận, quý cha và cộng đoàn. Con trân trọng kính mời ông. Trọng kính cha chính giáo phận, kính thưa cha quản hạt thân chứng. Quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân thân nhân, quý khách và cộng đoàn. Con xin đại diện cộng đoàn giáo họ Francisco hết lòng cảm ơn cha chính giáo phận. Mặc dù cha rất bận rộn với công việc phục vụ, nhưng cha đã dành dụm ưu ái công việc về làm phép các ban nhà giáo lý chủ tế giảng lễ. Giảng lễ tạ ơn kinh thánh quan thầy co giáo phận giáo họ chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân cha giảng chánh giáo phận. Chúng con cũng xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì và quý khách đã vì lòng yêu mến cộng đoàn giáo họ Francisco chúng con hôm nay đã dành thời gian quý báu về hiệp dân thánh lễ tạ ơn các băng khánh thành nhà giáo lý và mừng lễ quan thầy giáo họ. Quan thầy của giáo họ chúng con xin chân thành cảm ơn. Trọng kính cha chính giáo phận, quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Với tấm lòng trọng của việc học hỏi giáo lý, vì vậy nhu cầu học và dạy giáo lý được cha kim sứ Giuse và cha quản nạn thánh chữ cứ quan tâm hàng đầu. Bởi vậy cần phải có các phòng để các em học giáo lý, đó là những trăn trở của quý cha xứ và cộng đoàn giáo họ chúng con. Mọi sự đã được Thiên Chúa an bài và mong ước đó hôm nay đã trở thành hiện thực. Cộng đoàn giáo họ chúng con hằng cảm và hồng ân Thiên Chúa. Nếu như Chúa chẳng xây nhà thờ thì tất cả cũng là uổng công. Quả vậy, sau một thời gian xây dựng, giáo họ chúng con đã hoàn thành được ngôi nhà giáo lý, tuy không lớn nhưng cũng đủ chỗ cho các em thiếu nhi được học hỏi giáo lý. Sau trao dồi đạo đức và nhân phẩm, tất cả là nhờ hồng ân Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Francisco quan thầy. Cách đặc biệt là sự quan tâm lo lắng
hướng dẫn của cha quản hạt du xe, cha phó du xe trong thời gian qua, cùng với đó là sự động tác của các kiến trúc sư, các tổ thờ quý chức và cộng đoàn đã nỗ lực công tác để công trình được hoàn thành một cách tốt đẹp, an toàn và thẩm mỹ nhất. Xin Chúa ban ơn và ân thưởng cho quý cha và quý vị. Xin cảm ơn những tấm lòng quảng đại của quý ân thân nhân, quý khách xa gần, quý vị trai nàng gái họ miền Nam cùng biết bao tấm lòng đã quảng đại hy sinh đóng góp công của để có được ngôi nhà giáo lý khang trang như ngày hôm nay. Xin Chúa trả công bồi hậu cho quý ân nhân, và để thánh lễ hôm nay được diễn ra sang trọng, trật tự, sốt sáng, chúng con xin cảm ơn cha quản hạt đánh sứ, cha phó du xe đã lo lắng hướng dẫn cùng cộng tác nhiệt thành của thầy sứ quý gì tu viện Nguyễn Thánh Giá, đền thánh đại đầu quý chức ban hành giáo giáo họ làm việc các giáo họ và các giáo khu thuộc đền thánh đại đầu, quý vị tôn giáo bạn, quý hội đoàn, các ban ngành phục vụ và tất cả mọi người đã âm thầm cộng tác góp phần làm nên sự thành công của ngày lễ và chung chia niềm vui với chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền tỉnh Nam Định, huyện Giao Thủy, đã xã Hồng Quận đã cộng tác tạo mọi điều kiện để công việc xây dựng được diễn ra thuận lợi hơn nữa. Trong dịp này, quý vị đã đến chung chia niềm vui với giáo họ chúng tôi. Xin ghi nhận tấm lòng tình tình của quý vị. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, là thăng tiến công việc. Trọng kính cha chính quý cha và toàn thể cộng đoàn giáo họ Phan Chi Cô, chúng con không biết tả hết được niềm vui trọng đại này. Chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho giáo họ chúng con những ân huệ cao cả này. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa qua lời nguyện cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh Phanxicô, quan thầy ban muôn hồng ân lành hồn xác cho cha chính, quý cha, quý thầy, quý gì và quý vị. Kính xin quý cha, quý vị cũng bỏ qua những thiếu sót của chúng con. Sau thánh lễ, chúng con kính mời quý cha, quý thầy, quý gì, quý khách và cộng đoàn cùng chung chia niềm vui với giáo họ chúng con. Trong bữa tiệc mừng, chúng con xin chân thành cảm ơn. Giờ đây, giáo họ chúng con xin dâng lên cha chính, quý cha nắng hoa tươi thắm. Còn xin đề nghị cùng với
những quý mệnh giáo và những người con dân trong giáo họ Francisco. Xin ghi ơn cha chánh giáo phận, đổi lại cha đặc trách giáo lý của giáo hoàng đó là cha chánh xứ Lạc Nam, rồi cha chánh xứ Ức Lũ, cha phó xứ Phú Thọ, cũng như thể toàn thể cung bào và anh chị em. Rồi một cách đặc biệt là cảm ơn cha xứ Du Xe, ngài đã có công đặt nền móng cho ngôi nhà giáo lý. Và hôm nay rất tiếc là vì sức khỏe ngài không có về được, cũng gửi lời chúc mừng cho giáo họ chúng ta. Đỡ con xin là biết để cảm ơn quý cha, cha chính quý cha cùng toàn thể quý bà và anh chị em. Chắc chắn chúng con biết được là giáo họ chúng con nó nghèo về nhân lực, rồi nghèo cả về nói chung nhiều thứ lắm. Hôm nay chúng con có thế nào để xin cha chính quý vị cha và toàn thể quý vị quan khách để cũng thông cảm bỏ qua cho cộng đoàn của giáo họ chúng con đây. Một nữa chúng con chỉ chân thành cảm ơn và Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Để sống cho anh chị em đi bình an. Xin thương xót chúng con.